Đức Phật có thể nhập Niết Bàn chỉ khi Ngài muốn, nhưng Ngài sẽ muốn tuổi thọ của mình trong tầm tuổi thọ của chúng sanh hiện tại, đúng không? Ví dụ thời Phật Di Lặc tuổi thọ loài người hàng ngàn năm thì Phật cũng muốn tuổi thọ mình hàng ngàn năm như chúng sinh thời đó. Đây là thông lệ của chư Phật chánh đẳng giác. Tức là các ngài sẽ sống thọ khoảng 2/3 tuổi thọ của chúng sanh. Ví như vào thời kỳ của Đức Thế Tôn, còn tại thế tuổi thọ của chúng sanh là 120 tuổi, thì ngài chỉ thọ 2/3, tức là 80 tuổi mà thôi. Thì thời các vị Phật khác cũng như vậy. Đây là thông lệ của chư Phật.